Rồi, ok, mình xin chào tất cả anh em nha. Đó thì trước khi đến với cái video đi săn của mình đó anh em, thì mình sẽ giới thiệu sơ lược một số sản phẩm mình đang có nha anh em. Đó, với một phần nữa thì mình cũng nói với anh em là bữa giờ mình cũng chậm ra clip đó, thì cũng mong anh em yêu quý mình đó, thông cảm giúp mình nha. Đó thì do cái điện thoại của mình, cái điện thoại mà edit video anh em bị hư. Đó rồi bởi vậy mình không có chỉnh sửa video này kia được cho anh em xem. Với bữa giờ mình cũng làm một số công việc ở trong nhà anh em, bởi vậy chậm ra video cho anh em xem được. Đó nhưng mà mình vẫn bán hàng này kia bình thường nha anh em. Đó anh em cứ nhắn tin thì mình vẫn trả lời cho anh em nha. Đó chứ không phải là mình không ra clip là mình ngưng bán hàng nha các bạn. Đó thì anh em có cần mua gì á thì anh em cứ nhắn tin là mình sẽ trả lời nha. Đó thì trước mặt đây anh em. Đây là một cái mẫu ná F1 nha, nhưng mà hai cái viền nè anh em để ý đi. Hai cái viền là hiện tại là sau này là mình thiết kế lại thêm nè, là rất là nhám luôn nha. Mấy cái mẫu F1 sau này là mấy anh em mà cái tay mà hay bị ra mồ hôi đó, mấy anh em đi săn ngoài nắng đó, thì sẽ cầm mấy cái cây ná này vô là nó sẽ không có bị trơn tay nha anh em. Đó đó cái này cái viền nhám nha anh em, còn cái này là viền bóng. Thì hiện tại là những cái cây F1 mà cái viền bóng này hiện tại bên mình là hết hàng anh em ơi. Hiện tại là hôm bữa mình mới nhập về nhưng mà bữa nay đã hết hàng rồi. Chỉ là về cái lô này, lô sau này là cái lô nhám này thôi anh em. Đó, cái lô mà nhám này thôi, viền nhám thôi. Đó. Thì nếu anh em có mua hàng á thì anh em nhắn tin qua thì mình sẽ gửi hai cái mẫu này qua cho anh em xem. Đó, với ná tàu bữa giờ mình cũng nhập khá là nhiều luôn nhưng bữa nay chỉ còn được có mấy cây thôi anh em ơi. Đó. Hiện tại là cái mẫu Adam V2 này nè. Hàng tàu nè, khá là chạy hàng luôn anh em, cứ một ngày mình đi 5-6 cây, 5-6 cây đó. Hiện tại là còn được có 3 mẫu nó tàu thôi anh em, 3 mẫu nó tàu đó. Thì những cái mẫu F1 này anh em thì mình không có tiện báo giá trên video cho anh em nha. Thì anh em nào có quan tâm đó thì anh em cứ qua Zalo nhắn tin cho mình thì mình sẽ gửi hình đầy đủ cho tất cả anh em. Đó thì hiện tại là cái mẫu này mình chưa có gắn ốc titan cho anh em. Đó thì mình tặng kèm cho anh em là 3 con ốc titan nha, 3 con ốc titan để dành là anh em gắn cái đuôi ná nè là một con nè, hai cái đầu ná nè là một con. Đó khi mà anh em gắn vô lại cây ná của mình nó sẽ nổi lên liền nha anh em, đó là nó sẽ đẹp lên liền, ở ngoài anh em nhìn rất là đẹp luôn, còn ở trong đây thì nó hơi bị chá chá này kia của cái bóng đèn á anh em, nên cái nó không nhìn nó không được đẹp thôi. Đó là tặng kèm cho anh em là 3 cái giòm, có lộn 3 cái bộ thun với 5 cái vòng silicon nha anh em. Đó thì thun hiện tại bên mình á, thì cũng có khá là nhiều anh em hỏi về cái mà cái loại thun u xốp nha. Thì hiện tại u xốp bên mình là ngưng bán lâu rồi nha anh em. Đó u xốp là nó hiện tại là mình ngưng bán đâu cũng cả năm nay rồi, gần năm rồi. Đó hiện tại là cái thun này nè, đó là hai cái màu này nè, xanh lục chuối với cái xanh dương này là Super Hunter nha các bạn. Đó còn thun Adam đây là vàng trắng. Hiện tại là bên mình là ghi size là sau này 0.6 mình cũng không có nhập luôn nha anh em. Hiện tại là mình không có nhập xong 0.6 nữa, tại 0.6 ít có anh em nào chơi quá. Đa số là anh em chơi 0.55 với 0.65 là nhiều. Tại thường thường á là mấy anh em mình đi bắn là đa số là xài 0.065. Do là 0.65 hồi đó giờ là cái lực nó ok nhất anh em. Đó còn hít trụ bên mình nè. Đó những cái này thì anh em có quan tâm thì anh em cứ lên Zalo của mình thì mình sẽ gửi hình kèm giá đầy đủ cho tất cả anh em nha. Chứ mình không có tiện báo giá trên đây cho anh em nha. Đó hết này thì bao anh em hết luôn đó, cái này hết 1 ký bi, anh em để vô cái bọc hết 1 ký bi là khỏe luôn nha anh em. Đó hết là anh em nhiều khi anh em đi săn mà con bị bẹp nó bị gãy cánh này kia nó chạy đó, anh em gượt theo nó không có bị rớt bi này kia nha, như cái hết bọc da nha. Đó hiện tại là sau này mình không có bán hết bọc da nữa nha anh em, mình chỉ bán hết trụ này thôi nha, hết rất là mạnh luôn đó. Rồi ok thì bây giờ thì mời tất cả anh em cùng theo dõi cái hành trình của mình đi săn nha. Hiện tại là bây giờ cũng khá là trễ rồi các bạn. Đó thì bữa nay mình đi chung với thằng em mình nữa nha. Rồi ok thì mời anh em cùng theo dõi clip của mình nha.
Dạ. Trời ơi trời, gãy hai cái giò luôn các bạn. Ba dấu dừng xài phức cái xài nổ nghe đã không anh em. Trời ơi mấy anh tống ba trời. Các bạn mấy anh em mình mới vô tới điểm các bạn, thì hiện tại bây giờ là cũng 2 giờ mấy các bạn. 2 giờ mấy. Đó thì mới vừa chạy vô tới cái điểm cái hai anh em mình bị bể bánh xe các bạn. Đó. Thì hiện tại mấy anh em mình bữa nay bắt đầu cuộc hành trình đi săn nha. Đó thì vẫn là cái mẫu thương hiệu của mình các bạn ơi. Đây thùng thì khẩu thùng là vẫn là Adam nha các bạn. Adam 12 19 130 nha. Bắn 17 mm nha các bạn. Đó anh em có cần mua thùng bi ná, phụ kiện ná gì thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo giúp mình nha. Cái số điện thoại Zalo đây anh em. Đó. Nhiều khi mình chậm trả lời xíu anh em thông cảm chờ đợi giúp mình chút xíu nha. Sau khi mình đi săn này kia mình không có thời gian mình trả lời cho anh em. Kìa cô Mini nó kêu đâu rồi anh? Có gì chơi sáng đảo có gì chưa? Có gì đâu. Rồi ok thì mấy anh em mình sẽ đi vòng đây kiếm thử vài con ngói hoặc là vài con mini dưới chợ chảo này kia. Thì chút anh em mình sẽ ra đồng nấu nướng này kia quay cho anh em xem nha. Móc cái ná này ra chắc cụ bài luôn quá. Mini các bạn. Trời ơi, xước cái đầu. Một con các bạn. Ơi, gớt con nó gớt kìa. Rồi để Nam lại. Thì Nam lại nhờ anh em lỗi giùm mấy anh em mặc quần quần thể dục dễ lỗi. Cái số đầu điện ra. Các bạn mình mới nhờ ông anh ố lộn đứa em với ông anh mình lại chọi đất cho nó vô tiếp bạn. Cho nó cho vô. Quá trời các bạn ơi, nó nằm ở giữa hầm nè. Lỡ bắn thì phải lụm luôn các bạn. Chọi đất vô sớm giờ. Trời ơi, xuống lụm đi em. Anh thay thùng á. Em mình mới hạ cua ngói các bạn. Hiện tại là mình đang thay thùng các bạn rồi. Mình kêu em mình bắn luôn đi. Bắn cái hết sọt luôn. Hiện tại bây giờ là 2 giờ mấy các bạn ơi. Rồi. Vô trong mát thay thùng cái. Cái thùng mình đi bắn hôm bữa các bạn, clip trước các bạn. Tới giờ mình chưa có thay. Rồi sớm bắn mới cho chảo với bắn khơi khơi này kia đó. À, ok để mình thay thùng cái mình tiếp tục hành trình nha các bạn. Bây luôn rồi tại.
Trời ơi trời, hai viên. Rồi. Được cho bá lửa luôn anh em. Hai viên à, ba đâu rồi? Nó đâu vòng vòng trong đây nè anh em. Con này chết nha, không sống nổi đâu. Mệt anh em ơi, hồi nãy khúc mà mình mới vừa tắt xong đó anh em, mình bước cái giò xuống cái cây, cái nó dưới nó phóng lên hết hồn anh em, cái mình ngược theo nè. Ồ, hai con lên anh em, mà tại thấy bắn cái con này nó bị thương rồi nè, rồi thấy vậy thôi dí con này luôn, chứ để bắn con này xong cái con này nó bi xong cái mình bỏ cái chết mắc luôn. Ồ nó bự đây nè, quá mệt. Ok anh em, thì mình mới vừa lượm với con còng cọc xong anh em, thì hai anh mình mới vừa điện luôn, nó bắn gãy cánh con còng cọc nó đang ngồi dưới hầm nè, thì bây giờ mình sẽ vô mình hỗ trợ hai anh mình nha. Rồi ok ok. Thấy các bạn ơi, thấy con cọc nó lội rồi, để mình tụm nó. Anh Mập chạy, anh Mập. Đây nè, lú cái đầu lên em đẻ ăn cá là gục rồi. Ở đâu? Hận chữ. Nó lặn ngay trước đi vậy. Nào. Mệt chứ trời, mới dí mày bẹp xong. Rồi thấy rồi, để đây. Tới tới đây. Tới đây. Nè né đi. Né thành. Giờ tới đây luôn. Hay thì trời, thấy cái tim ngoài kia mở lội tới đây luôn rồi. Mà trời. Ngay sọ à. Anh cho ta lấy pha luôn nè. Một tiếng rưỡi đồng hồ. Mấy anh em mình với cái con này đâu tiếng rưỡi đồng hồ á các bạn. Xỉu với nó luôn, để lấy. Con xỉu luôn. Trời ơi bắn hụt luôn, tức quá tức. Bắn nó hồi nãy giờ hết nửa cái đạn.
mày. Sao mà mình không bắn cái lạc xe các bạn, xong rồi hồi cái nó tỉnh nữa. Rồi. Quá mệt. Mấy ông anh mình thì đi tình cờ gặp các bạn. Đúng. Đó, sáng anh thì mình đi với thằng Phong với ông anh mình. Mà mấy ảnh có đi về hết các bạn ơi. Ông anh mình cũng làm dâu bia đó. Thì người ta điện ông đi về ông dâu bia. Còn Phong thì nó đi về có công chuyện. Rồi, ok anh em ơi. Thì hiện tại mấy anh em mình mới vừa đi săn về tới nha các bạn. Thì hồi sớm mấy anh em mình đi săn được cũng được mớ cu với còng cọc với bìm bẹp này kia đó. Rồi mấy anh em mình ở ngoài đồng nấu nướng này kia nha. Đó, nhưng mà mình không có quay ẩm thực cho anh em xem. Do là bữa giờ mình quay mấy cái clip ẩm thực anh em thì hay bị tắt cái quảng cáo quá. Đó, có lẽ là sau này mình sẽ lâu lâu mình mới quay ẩm thực cho anh em xem một lần nha. Đó. Thì anh em thì hồi sớm mình có giới thiệu sơ sản phẩm bên mình đó. Thì mình cũng quên một số vấn đề. Thì bây giờ mình sẵn mình lên video này mình nói luôn cho tất cả anh em nha. Thì hiện tại là bên mình có nhận sữa ná này kia cho tất cả anh em luôn. Mấy anh em nào mà chơi ná mà bị đập chẹt này kia đó, thì mấy anh em có thể liên hệ cho mình. Đó là mình anh em gửi ná ra nè, ra cho mình. Thì mình sẽ gửi ra Sài Gòn này kia cho anh em. Đó, gửi ra đặng mình sửa lại cho tất cả anh em nha. Đó thì chi phí nó không có nhiều đâu anh em ơi. Đó, nhưng mà mình chỉ sửa mấy cái cây mà hàng CNC này thôi nha anh em. Đó, tại CNC này thì mình đáng sửa hơn. Còn mấy cái ná tàu này thì không có nhiều tiền hết trơn á. Đó thì mấy anh em sửa cái thà mình mua nó mới nó ok hơn nha anh em. Đó. Thì với lại á, là những cái mẫu ná này nè, khi mà anh em gửi cho mình sửa thì anh em phải chịu khó chờ đợi nha. Tại sửa tầm là cỡ một tháng á. Đó, thường thường là mình sửa ná là mình gửi ra ngoài kho á. Tại ở ngoài kho là người ta gom đủ ná này kia, nhiều ná, cũng như 10 cây hoặc là 20 cây này kia. Rồi người ta mới gửi đi ra ngoài Hà Nội hay là ở đâu đó. Rồi người ta sửa một lần luôn. Đó. Đó thì anh em lưu ý giúp mình nha anh em. Thì hiện tại ở trong bọc này là cây F1 thương hiệu của mình nè. Đó, ông khách anh gửi ra thì đập chặt khá là nhiều luôn nha. Đó, dưới lại á anh em, những cái mẫu ná tàu á là đây. Anh em để ý những cái màu logo của nó nè. Đó là màu logo á, nó cái cây trên đây thì màu tím, còn cây trên đây thì nó màu hồng hồng nha. Thì những cái logo mà mã titan này anh em thì không bao giờ mà nó đều màu, nó giống màu với nhau hết nha. Phải có một cây màu này, một cây màu kia nha. Đó, nó khác màu với nhau nha. Để nhiều khi á, mà anh em nhắn tin mình Zalo cho mình á, thì mình gửi hình ná cho anh em xem. Anh em thấy cái màu trên hình nó khác, mà khi giao về anh em á, thì cái màu mà logo này nó khác. Thì anh em hỏi. Đó thì mà sẵn ở trên video này mình giải thích cho anh em luôn. Đó, như cái cây Adam V2 này cũng vậy nè anh em. Đó, cái màu mà này nó hồng hồng nè không. Còn màu này nó màu tím tím hồng hồng nè. Đó, nó đều khác với nhau hết trơn nha. Rồi thì sẵn đây á, mình báo giá cho tất cả anh em mà mới tập chơi á. Thì những cái loại thun cục sẵn nè, hiện tại là mình lấy trên đây chỉ có 3 bộ thôi. Đặng mình quay cho anh em xem thôi. Đó thì hiện tại là những cái mẫu thun bên mình là cột nè anh em. Anh em cứ để ý. Những cái mối cột là rất là đều luôn nha. Hiện tại là thun này á, mình cột vô cái cây mà chặt cột á anh em. Đó, mà mình đi bắn á, là một ngày là mình nói thiệt với anh em luôn là chỉ có 2 bộ thôi nha. Tại cái thun Adam này là của anh Đảm nè, rất là bền luôn nha các bạn. Đó. Thì có nhiều anh em á, chơi những cái cây ná kẹp này nè, thì anh em bắn á, thì nó mấy anh em mà mới chơi á, không biết cái cách bắn á, thì anh em bắn á, cái thun nó dập vô mấy cái góc này nè. Đó, thì nó rất là dễ đứt thun nha. Đó, như mấy anh em mình á, mấy anh em mình đi bắn này kia cũng 5-6 năm nay rồi. Thì mỗi ngày cứ rút kinh nghiệm miếng miếng. Đó thì mấy anh em mình bắn có thể là sẽ ít đứt thun hơn mấy anh em mà mới chơi nha. Đó. Thì hiện tại là thun này á, anh em bên mình là có giá là 10 bộ 120 ngàn bao ship. Nếu mà anh em mua thun lẻ á nha, thun không á, thì là 10 bộ 120 ngàn bao ship, 15 bộ 150 ngàn bao ship. Còn 20 bộ á, thì 200 ngàn bao ship thì mình sẽ tặng kèm cho anh em là thêm 2 bộ nha. Đó, nếu mà anh em nghe không kịp á, thì anh em có thể tua lại nha, giúp mình nha anh em. Đó, thun thì những cái loại thun này đồng giá cho nha anh em. Thì thun mét bên mình á, thì có giá là 140.000 bao ship. Đó là tặng kèm cho anh em là 10 miếng da, một cây luồng thun với một cuộn thun cột đầy đủ nha các bạn.
Rồi ok thì mình cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi. Thì anh em có cần cái gì đó thì anh em cứ nhắn tin bên Zalo cho mình. Đó thì mình sẽ gửi hình đầy đủ cho tất cả anh em tham khảo nha. Rồi thì chúc anh em xem video đi săn của mình hôm nay vui vẻ nha anh em.